vì sao loạt đệ tử ruột trá hàng chủ lại của Ba Dũng, thời Tổng Trọng đã không bị lộ. Theo giới phân tích, việc một cựu thủ tướng đã trở thành chấp chính là điều không thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc ông Ba Dũng nhiều lần xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm trong một số sự kiện chính trị cho thấy cựu thủ tướng Ba Dũng vẫn đang giữ vai trò quân sư hay cố vấn và chắc chắn có ảnh hưởng trên chính trường. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ một ý kiến được cho là cựu thủ tướng đóng góp với ông Tô Lâm rằng muốn chống tham nhũng, lãng phí thì phải chống bằng thể chế, cơ chế, chứ không phải bằng đốt lò. Điều này được đánh giá là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với xu thế của thời đại. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng cho rằng các nhân vật chủ chốt còn lại sau cuộc chiến quyền lực là Tô Lâm, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang đều là ba đệ tử ruột của ông Ba Dũng. Đây là những người vẫn còn trụ lại và tiếp tục leo cao dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Một câu hỏi đặt ra là vì sao hàng loạt đệ tử ruột của Ba Dũng trá hàng để trụ lại ở thời Tổng Trọng mà đã không bị lộ? Phải chăng chính điều này đã khiến ông Tô Lâm tỏ ra rất tự tin và đánh đâu thắng đấy? Tứ trụ hiện nay cho là toàn những người của ông Ba Dũng cả, gồm Tô Lâm, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông Mẫn thì quê Cần Thơ, là một đệ tử của Ba Dũng và Phạm Minh Chính. Điểm lại các sự kiện mới đây cho thấy, sau khi tướng Lương Tam Quang nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an, giới thạo tin đã có các ý kiến khẳng định rằng cuối tháng 7, đầu tháng 8 này sẽ có tin rất quan trọng của quốc gia. Nếu nhìn lại, có lẽ đó là sự kiện Chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư. Ông Ba Dũng được đánh giá là rất cao tay. Khi còn cầm quyền, ông áp đảo Tổng Trọng tại khóa 11 và đã chọn tướng Phan Văn Giang để bồi dưỡng kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo giới quan sát, tướng Giang là tiến sĩ khoa học quân sự, giao tiếp tiếng Anh tốt, có uy tín cao trong quân đội và là một tướng lĩnh có tầm nhìn chiến lược quân sự hiện đại. Kết quả tại các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như Quốc hội, đại tướng Phan Văn Giang luôn nằm trong số ít lãnh đạo nhận được tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao trên 95%. Đồng thời, quân đội Việt Nam dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang đã được quy hoạch sắp xếp lại và được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Từ 4 quân đoàn, nay sát nhập chỉ còn có 2 quân đoàn và sẽ hoàn tất trong tháng 8 năm 2024. Còn nhớ năm 2014 xuất hiện loạt bài 12 phần với tiêu đề "Ai đang làm khánh kiệt đất nước" trên mạng xã hội. Có nguồn tin tiết lộ tác giả Dương Vũ của bài viết này chính là Thượng tướng Công an Bùi Văn Nam, một vị tướng duy nhất còn được trụ lại sau đại hội lần thứ 12 khi Tổng Trọng sắp xếp lại nhân sự Bộ Công an. Được biết, vào năm 2019, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã tổ chức một cuộc họp bí mật tại khu biệt thự Vinhome, Long Biên. Cuộc họp bao gồm các nhân sự thuộc danh sách hậu Nguyễn Tấn Dũng, với mục tiêu chuẩn bị cho thế lực chính trị của ông Ba Dũng quay trở lại. Người ta không hiểu lý do gì mà Tổng Trọng đã không đề phòng để có một kết cục như ngày hôm nay. Xin nhắc lại, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là một thủ trưởng cũ của ông Tô Lâm, từng thư ký riêng. Tướng Hưởng từng được đánh giá là người có mưu mẹo khôn lường, đã từng làm cho Tổng Trọng thất điền bát đảo trong nhiệm kỳ đầu tiên 2011-2015. Việc ông Trọng không thể xử lý kỷ luật được ông Ba Dũng là nhờ công tham mưu của tướng Hưởng. Chính vì thế, vào năm 2013, thông tin cho biết Tổng Trọng của Bộ Chính trị đã ép Ba Dũng phải cho tướng Hưởng nghỉ hưu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin "Vì sao loạt đệ tử ruột trá hàng trụ lại của Ba Dũng thời Tổng Trọng không bị lộ". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm cần phải sát cánh với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Theo giới quan sát, sau khi Tổng Trọng qua đời, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bao chóng trở thành tâm điểm của công luận. Không chỉ vì về một nụ cười bí hiểm đầy ẩn ý tại lễ viếng chính thức Tổng Trọng, mà trong 3 tuần sau đó, ông Dũng đã xuất hiện ở các vị trí trung tâm trong lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ rừng xác tại Cần Giờ, Sài Gòn. Theo giới thạo tin, đây là điều bị cấm của ông Dũng sau khi về hưu, nhưng cuối cùng ông vẫn thực hiện. Mới đây, ông Ba Dũng đã xuất hiện liên tiếp 2 lần trong 3 ngày cùng với ông Tô trong các sự kiện liên quan đến Đảng và Nhà nước,
Đáng chú ý là thái độ được cho là thành kính của Tô Lâm đối với ông Ba Dũng đã khiến cho dư luận xôn xao. Giới Thảo Tin đánh giá ông Ba Dũng luôn theo sát Tô Lâm, kể cả lúc Tô Lâm còn là Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời là tay sai đắc lực của Tổng Trọng. Sau khi thất bại trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 12, ông Ba Dũng đã về quê làm người tử tế và được cho là vẫn tiếp tục duy trì một hệ thống nhân sự hậu Ba Dũng, trong đó có các nhân vật tên tuổi như Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Hoàng Trung Hải và kể cả tướng Phan Văn Giang. Ông Dũng được cho là đã âm thầm, bên bỉ, không khoa trương trong vòng 8 năm cho đến khi Đại tướng Tô Lâm chính thức trở thành nhân vật quyền lực nhất trên chính trường Việt Nam. Trong 3 ngày liên tiếp, sự xuất hiện của ông Dũng sát cánh cùng Tô Lâm trong hai sự kiện lớn khiến cho công luận rất bất ngờ. Có một số ý kiến cho rằng ông Tô Lâm là người nghĩa khí, đúng là một chính nhân quân tử đã không phản lại thầy cũ của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể xử lý kỷ luật được ông Dũng là nhờ công tham mưu của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an. Chính vì thế mà năm 2013, Tổng Trọng của Bộ Chính trị đã ép ông Dũng phải cho tướng Hưởng nghỉ hưu. Đây chính là nguồn cơn dẫn đến việc Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Tổng cục Tình báo Bộ Công an, là con trai duy nhất của tướng Hưởng bị Tổng Trọng tống vào tù với bản án hơn 13 năm. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, tướng Hưởng từng bị giới chức chính trị Hoa Kỳ đánh giá thấp, thua xa ông Tô Lâm. Nhắc lại điều việc kể trên, ông Tô Lâm không phải là một tay mờ. Trên trang Facebook cá nhân, gần đây cựu tổng biên tập báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Lý Thu Hồng, một người được cho là rất quen biết với Thượng tướng Hưởng, đã có một bài viết gây xôn xao mạng xã hội. Bà Hồng dẫn nhận xét của một Facebook rằng: "Tôi nhận thấy hiện nay người quyền lực lớn nhất thực sự không phải là Tô Lâm hay một ai trong Bộ Chính trị, mà là ông bà X." Bà Hồng bình luận tiếp: "Tôi thì thấy người ta đã bỏ phí gần 10 năm loay hoay cho việc khôi phục đạo đức của một nhóm người, con đẻ của chế độ thể chế. Giờ đã đến lúc phải quay về với trị nước bằng kỹ trị, con đường mà ông Khải và ông Ba Dũng đã vạch ra và đã dấn thân." Điều đó cho thấy quan điểm của các cựu thủ tướng gốc Nam Bộ trước đây có lẽ sẽ trở thành đường lối mà Tô Lâm sẽ theo đuổi. Quan trọng hơn, bà Hồ Thị Thu Hồng tiết lộ, ngày cuối rời ghế, ông Phan Văn Khải nói với ông Nguyễn Tấn Dũng có hai việc ông muốn mà chưa làm được. Một là giải tán đội tư vấn, hai là đổi tên nước, lấy lại tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như trước đây. Đây là lý do, theo nhận định của một số người, để thực hiện công cuộc cải cách toàn diện, có lẽ Tô Lâm cần một người thầy làm quân sư. Người đó không ai khác chính là cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng có lẽ sẽ chung tay để tiếp tục sự nghiệp cải cách, điều mà ông phải bỏ dở sau đại hội lần thứ 12 trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm cần phải sát cánh với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de